Phật thuyết Huyễn Sĩ Nhân Hiền Kinh, Hán dịch Trúc Pháp Hộ, phiên âm và lực dịch điện tử Nguyên Tánh và Nguyên Hiển, vị dịch Thích Nữ Liên Hương, tháng 12 năm 2006, biên tập Thích Phước Nghiêm. Phật thuyết kinh Huyễn Sĩ Nhân Hiền, đời Tây Tấn, nước Nguyệt Thị, Ngài Tam Tạng, Trúc Pháp Hộ dịch. Nghe như vậy, một thời Phật ở núi Linh Điểu, thành Vương Xá, cùng với đại chúng 1.250 vị tỷ kheo, 5.000 Bồ Tát cơ hội đầy đủ, những vị đó đều có thần thông. Tất cả các vị đại thánh đều đắc được pháp tổng trì biện tài vô ngại. Những vị đó là Sư Tử Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Thành Lạc Bồ Tát, Đạo Ngự Bồ Tát, Đại Ngự Bồ Tát, Quang Thủ Bồ Tát, Quang Tịnh Bồ Tát, Tịch Ý Bồ Tát, Nhân Minh Bồ Tát, Khai Hóa Bồ Tát, Thường Ứng Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và 60 hiền giả. Tất cả 5.000 Bồ Tát, những vị này đều là những bậc đứng đầu, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Long Thần Vương, nhiều vô số kể. Lúc ấy quốc vương, các vị đại thần, trưởng giả, cư sĩ, tôi tớ và quyến thuộc cúng dường lên Đức Thế Tôn đầy đủ 4 món y phục, đồ ăn uống, thuốc men, giường nằm. Danh tiếng của Đức Thế Tôn bay xa khắp mọi nơi. Đó là bậc Như Lai, Chí Chân, Chánh Giác, Minh Hạnh, Thành Vi, Thiền Tề, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Những thần thông trí tuệ đó đầy khắp tất cả vạn loài chúng sanh. Như Lai có đầy đủ 10 lực, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng, lòng từ bi rộng lớn, không có bi ai. Tuệ nhãn của Phật biến hóa vô cùng, thần túc vô biên, nói đó là nền tảng của sự biến hóa, chỉ dạy giáo hóa chúng sanh vô tận, trong khoảnh khắc ý phát ra, có thể khiến cho 3.000 đại thiên thế giới như sông ngòi, ao, biển, núi Tu Di, Long Thần, Tiên Cung, Địa Ngục, núi Thiết Phi, rạch ngòi, cây cối, xóm làng, gò đất đều tụ về ở trong một lỗ chân lông, từ kiếp này qua kiếp khác, lâu ấy trong thành Vương Xá. Có một huyện sĩ tên là Bạc Đà, đời Tống Tấn gọi là Nhân Hiền, thông kinh, hiểu pháp, điêu luyện ảo thuật. Những trò xảo thuật đó khiến cho nhiều người vui lòng, vì thấy danh tiếng đồn xa. Các nhà ảo thuật của nước Ma Kiệt Đà lúc đó không ai sánh kịp, đặt đến chỗ đệ nhất tối thượng. Trừ các vị nam nữ tu hành thanh tịnh đắc được pháp nhẫn, còn tất cả nhân dân không có ai là không bị thuyết phục. Lời nói của ông mê hoặc, trước nay chưa từng có. Nhưng các trò ảo thuật này thuộc về tà pháp, mục đích để được những lợi dưỡng. Huyễn sĩ Nhân Hiền nghe danh tiếng của Đức Thế Tôn, Như Lai, Chánh Đẳng, Chánh Giác, nghe xong tự nghĩ rằng thân ta chuyển hóa khắp khắp người dân Ma Kiệt Đà và các nước xung quanh, tất cả không ai là không thọ giáo. Chỉ riêng Sa Môn Cù Đàm ta chưa chuyển hóa và cũng chưa từng thử các đệ tử của ông ta. Ta có thể thử cho biết xem cái mê hoặc được không? Giả như có thể mê hoặc được, thời dân chúng nước Ma Kiệt Đà sẽ cùng một lòng kéo đến cúng dường cho ta. Lúc đó Nhân Hiền mới nương theo công đức thừa oai thần của Phật ra khỏi thành Vương Xá đến núi Linh Điểu. Thấy Đức Thế Tôn, ánh sáng chiếu xa gấp 100.000 ức lần mặt trời mặt trăng, sáng suốt trong sạch, không có nhơ bẩn. Ở trên nhục kế phóng ra ánh sáng tựa như ngọc mani, sáng tỏa như hoa sen thanh tịnh, âm thanh rõ đến tám bộ thuyết pháp độ chúng sanh. Nhân Hiền thấy sắc thân của Phật đầy đủ trang nghiêm vi diệu, trong lòng nảy ra ý định tự suy nghĩ rằng ta muốn thử thần thông trí tuệ của Phật có thấy khắp chăng. Liền đi đến chỗ Phật cúi đầu kính lễ, dùng pháp thuật để thử Phật, nên ở chỗ này mà tỉnh Phật. Nếu Phật biết được ý của ta, chắc Phật sẽ không nhận lời mời. Nhược bằng không biết, chắc Phật sẽ nhận lời và không nghi ngờ. Phật biết được ý của ông ta, thương xót cho vị Nhân Hiền và tất cả dân chúng trong thành Vương Xá, bốn độ họ, cho nên phải im lặng cùng các tỷ kheo nhận lời thỉnh mời. Lúc đó vị huyện sĩ Nhân Hiền mới suy nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm không có thần thông, trí tuệ chẳng thấy khắp tất cả. Vì ông ta không thấy được nên ta phải thử cho biết. Lúc đó huyện sĩ Nhân Hiền cúi đầu kính lễ đi quanh Phật ba vòng rồi lui ra. Lúc đó hiền giả một hiền liên mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong lòng của vị huyện sĩ Nhân Hiền chứa chấp sự gian trá, tại sao Đức Phật và Chư Tăng lại nhận lời mời của ông ta? Phật mới dạy một hiền liên rằng: Ngươi phải im lặng. Như Lai suy nghĩ kỹ rồi, tất cả chúng sanh đều bị vô minh che lấp, sống trong đêm dài tăm tối. Vì Như Lai muốn giáo hóa, đem hạnh bình đẳng để độ cho họ. Trên từ cõi trời cho đến nhân gian không thể đem sự ô uế giả dối để mơ hoặc được Phật vậy. Như Lai vì đoạn trừ sân hận nghi ngờ mê loạn câu ế, đấm trước trói buộc.
xa lìa 80 cõi Uế mà được đắc được pháp nhẫn. Vì thế mà ba cõi không thể mê hoặc được. Vốn gì một huyễn sĩ làm sao có thể lừa dối ta được? Do là hiểu rõ tất cả các huyễn pháp, tự mình đã giác ngộ và cũng muốn cho mọi người cùng được giác ngộ như mình, nên đều đã vượt qua tất cả những thiện xảo của thế gian. Nhân hiền cuối cùng không thể dùng trò ảo thuật để lừa dối Phật, dầu có gấp trăm lần, ngàn lần, ức lần, vô số lần cũng không thể giả dối lấy đó làm thí dụ được. Phật bảo Mục Kiền Liên: ý hồn nghĩ sao về vị huyễn sĩ nhân hiền ấy, có thể trang nghiêm biến hóa làm cho tam thiên đại thiên thế giới thanh tịnh đẹp đẽ không? Mục Kiền Liên mới thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, các pháp huyễn hóa này thì không thể biến hóa được. Phật mới nói với Mục Kiền Liên rằng: ý của Như Lai chỉ phát ra trong khoảnh khắc có thể khiến cho tam thiên đại thiên thế giới trang nghiêm thanh tịnh vào trong một lỗ chân lông, những trò ảo thuật của Phật cuối cùng cũng không thể mê hoặc được chúng sanh. Như ở mười phương cõi Phật có gió tên là Tùy Lam và gió Đoạn Tiện, ngọn gió đó mỗi khi thổi thì làm hoại cả tam thiên đại thiên thế giới rồi trở lại như thế. Có ngọn gió tên là Truy Trục và gió Trú Chỉ làm xoay chuyển thế giới. Có ngọn gió tên là Ba Lật Đồ Na đi qua 32 cõi trời. Có một ngọn gió tên là Tồi Phá có thể làm băng hoại núi Tu Di. Có ngọn gió tên là Câu Na thổi ra lửa lớn đến 32 cõi trời. Có ngọn gió tên là Thường Lai thổi thiêu rụi trời đất. Có ngọn gió tên là Xí Hỏa thổi ra khiến cho tam thiên đại thiên thế giới một lúc đều bị thiêu rụi. Có ngọn gió tên là Kiêu Sái thổi ra mưa lớn. Có ngọn gió tên là Khô Kiệt trừ hết biến cố của thủy tai. Phật bảo Mục Kiền Liên: này ta nói tướng thô bên ngoài, tên của các ngọn gió từ kiếp này qua kiếp khác cũng không lúc nào hết được. Thế nào Mục Kiền Liên? Nhiều có người đứng giữa hư không ngồi trong các ngọn gió, làm ra bốn món đồ dùng mà đi, khiến cho các ngọn gió vào trong một hột cải. Ở trong hột cải này không có chỗ nào bị ngăn ngại, không có chỗ nào bị hủy hoại, khiến cho chư thiên loài người an ổn, không vui vẻ, mà không lo sợ các huyễn pháp của Như Lai vượt qua tất cả, không có chỗ dừng vậy. Chẳng phải đệ tử ta duyên nơi chỗ hiểu biết này mới có thể sánh kịp sao? Lúc đó Mục Kiền Liên ở trước hội chúng, có đầu đảnh lễ mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con đắc pháp lành, tại sao như vậy? Oai thần của Đức Thế Tôn cao vời vợi, tôn quý như vậy, nhân dân của nước đó nghe Đức Như Lai biến hóa những pháp này, họ vô cùng hoan hỷ đến chỗ Đức Phật để được pháp lành, liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ họ vui mừng công đức vô lượng khi vị huyễn sĩ nhân hiện đi vào thành Vương Xá trở về nhà. Tức thời ngày đêm ở trong thành, nơi các chỗ bất tịnh ô uế nhơ bẩn, hóa hiện ở trong đó một đại giảng đường. Trong đại giảng đường đó treo các thứ lụa lộng tràng phan, đất đai bằng phẳng, cây cối thẳng tắp tốt tươi, có các loại đồ dùng quý báu như đỉnh, bình, lọ, chuông và lọ hương. Cái thứ hương hoa rải ra khắp nơi, bên đại giảng đường trồng 8.000 cây báu. Cành lá hoa quả các thứ báu màu sắc hương vị thơm phức, mọi mọi dưới cây đều có tòa sư tử cho các tỳ kheo ngồi. Ở chính giữa giảng đường, đặc biệt thiết trí tòa sư tử của Như Lai. Các vật báu trang sức đầy đủ không thiếu những gì, cao 4 trượng 9 thước. Ở bốn bên chỗ ngồi hóa ra 4 cây báu, 100 món thức ăn, thịnh soạn, cúng dường tất cả 500 người đang chánh trong sạch an lạc, anh lạc quý báu để trang nghiêm thân. Huyễn sĩ nhân hiền hóa hiện xong rồi, lúc đó Tứ Thiên Vương đi đến chỗ huyễn sĩ nhân hiền hóa là một giảng đường, rồi nói với nhân hiền rằng: nhân giả rất khéo léo mới thỉnh được Đức Như Lai, ở nơi giảng đường này mà cúng dường Đức Phật thì ta sẽ trợ giúp các sự thiếu thốn, muốn tạo nhà ở cung điện để cúng dường Như Lai. Vì vậy vị nhân hiền ấy đắc được lợi ích chưa từng có. Lúc đó mới báo cho vị Thiên Vương nghe để biết. Tứ Thiên Vương tức thời hóa là một ngôi nhà rất đẹp đẽ trang nghiêm, kiến cho kiến lập của vị nhân hiền đầy đủ không có hóa hiện. Lúc đó trời Đế Thích cùng với 32.000 phu nhân đều đến giảng đường của vị huyện sĩ, nói với nhân hiền rằng: lành thay, vui sướng thay, được lợi ích này, bèn thành ý Đức Như Lai có một giảng đường để cúng dường Phật, ta có thể cung cấp đầy đủ sự tiêu tốn cho ngài. Ta muốn tạo dựng một cung điện để thờ phụng Như Lai. Lúc đó vị nhân hiền khỏi tâm vui mừng chưa từng có, riêng tự mình nghi ngờ có điều gì lạ mới báo cho Đế Thích nghe để biết. Đế Thích liền hóa là một ngôi điện to lớn, đi đến cung trời Đau Lợi hóa trồng một hàng cây báu rất đẹp đẽ tốt tươi,
đủ chỗ cho bốn vị vua và nhân hiền đứng. Cung điện giảng đường đều có người canh giữ các loại cây. Vị nhân hiền tức tự nghĩ rằng Thế Tôn là bậc phi phàm, mới có thần thông diệu dụng như vậy, để được chư thiên thiên tử tôn kính, liền phát khởi tâm cúng dường phụng sợ Như Lai. Để ta mà không thể diệt mất chỗ kiến lập của ta, đó chẳng qua là mê lầm. Đâu nỡ vì phải đến bậc tối cao này ư? Lúc đó vị nhân hiền muốn diệt chỗ mất chỗ hiển hóa mà không thể diệt mất được, biến ra các ảo thuật mà cũng không thể được, muốn biến thức ăn trang trí giảng đường tòa sư tử nhưng vĩnh viễn cũng không thể biến được. Nhân hiền trong tâm lo sợ tự mình suy nghĩ rằng, xưa kia ta đã từng nói muốn được huyễn thì hiện, muốn diệt huyễn thì diệt, nơi ta vì Như Lai biến hóa cúng dường mà chẳng làm được. Thiên đế biết được tâm niệm của vị nhân hiền liền nói rằng, nếu ngươi vì Đức Phật mà hóa hiện giảng đường trang nghiêm thanh tịnh cúng dường đầy đủ mà không thể biến hóa lại như lúc đầu, vì vậy thấy việc ấy mà Đức Như Lai phát tâm hoan hỷ, thường được yên ổn trụ nơi niết bàn. Lúc bấy giờ nhân hiền liền sanh tâm vui mừng hớn hở. Sáng sớm lúc thọ thực xong liền thưa với Đức Phật, đến xin Đức Phật rút lui ý định của mình. Lúc đó Thế Tôn đắp y mang bình bát cùng với các Bồ Tát và tỳ kheo tăng quyến thuộc vây quanh đông đủ, bèn đi đến giảng đường mà vị nhân hiền đang canh giữ. Lúc ấy Đức Phật biến hóa, khiến cho vị nhân hiền biết tòa sư tử mà Đức Phật đã lập. Tứ Thiên Vương cũng thấy chỗ ngồi của Đức Như Lai đã tạo ra là tòa sư tử. Đế Thích tự mình nghĩ rằng, Như Lai ngồi tòa do ta biến hóa trang nghiêm. Lúc ấy ở trong thành Vương Xá, những người không tin các pháp tà đạo khác, tự mình dẹp bỏ tâm cống cao ngã mạn sân giận, tất cả cùng trang nghiêm đi đến giảng đường. Hôm nay tất cả mọi người tới Sa Môn Cù Đàm liền sanh cảm phục, cùng với thị nam tín nữ ra đứng bên đường, đều cùng nhau khởi tâm hoan hỷ đi đến chỗ Đức Phật. Ngày nay chúng ta mới thấy được bậc Như Lai chứa chân đặng chánh giác, để nghe thấy tiếng trống của sư tử và thấy sự biến hóa của ngài. Lúc đó nhân hiền mới bỏ hết tâm tự cao tự đại của đầu lễ dưới chân Phật và bạch Đức Thế Tôn rằng, cuối sinh Như Lai, tội lỗi của con vốn là do vô minh tà mà tạo ra, muốn làm não loạn Như Lai để biến hóa những thức ăn này để cúng dường. Các tòa sư tử cũng đều biến hóa như vậy, tâm con nghĩ mà cảm thấy hối hận, muốn diệt mất mà vẫn hóa hiện. Đức Phật là bậc thánh, đáng tôn quý, xót thương cho tâm con, những việc làm mà con đã tạo, khiến cho không dám tiếp tục làm nữa. Lúc ấy Đức Phật bảo vị nhân hiền, tất cả dân chúng của thành Vương Xá và những gì của mình đều như huyễn hóa. Các chỗ ngồi của các tỳ kheo cũng đều huyễn hóa. Thân Như Lai cũng là huyễn hóa. 3.000 đại thế giới này cũng đều huyễn hóa. Nhân duyên tội phước khó tẩy các pháp cũng đều huyễn hóa, tất cả đều do nhân duyên mà tạo thành. Nhân hiền nghe Đức Phật nói như vậy, liền đem những thức ăn biến hóa được phân đa bố thí cho mọi người. Lúc đó vị huyễn sĩ nhân hiền cùng với Phạm Vương Đức Thức và Tứ Thiên Vương trợ giúp cúng dường, đem thức ăn biến hóa được cúng dường lên Đức Thế Tôn và các tỳ kheo. Lúc ấy hiền giả Đại Ca Diếp mới nói bài kệ rằng, như nay bày tòa ngồi, chỗ ấy là Thượng Tôn, ý niệm luôn bình đẳng, làm thay thế vô thượng. Ngài sẽ là Phật tụng bài kệ này. Con nay cúng bằng tâm, nhận cũng bằng tâm ấy. Thường tỉnh giác như vậy, thời tánh thí mau tiêu. Ngài Tu Bồ Đề tụng bài kệ rằng, cho không thấy mình cho, nhận chẳng thấy mình nhận. Việc ấy làm như thế, tánh thí mới dễ tiêu. Ngài A Nan tụng bài kệ rằng, bố thí là tối thượng, khi ăn phải dùng tâm, thân tâm không đấm trước, đó là bậc xuất thế. Lúc đó Ngài Quang Ánh Bồ Tát nói bài kệ rằng, thế như huyễn sĩ kia hóa hiện những pháp này, thế gian cũng như vậy, người mê không hiểu rõ. Ngài Quan Tạ Bồ Tát nói bài kệ rằng, ví như ngồi dưới cây, hiện ra pháp giả huyễn, bản chất huyễn trống không, bình đẳng khác gì đâu. Ngài Sư Tử Bồ Tát nói bài kệ rằng, tiếng sư tử không nghe, chim thú rừng im lặng, sư tử rống tiếng vang đồng khắp mười phương cõi, lòng nhân hiền hối hận dùng huyễn mê hoặc người, Như Lai hóa hiện huyễn, chúng ma không thể hại. Ngài Sư Tử Ý Bồ Tát tụng kệ rằng, thức ăn hóa hiện được cúng dường cũng là huyễn, người ăn cũng như huyễn, lành thay đều vô thường. Ngài Từ Thị Bồ Tát nói bài kệ rằng, dầu cồn biến thành lửa, ánh sáng cháy bừng lên, huyễn nhân hiền là thế, huyễn Phật biến hóa khắp. Ngài Nhuyễn Thủ Đồng Tử nói bài kệ rằng, thế như nơi chốn này tất cả đều hóa hiện,
nhân hiền tạo ra huyễn, dối trá mê hoặc người. Hết thảy pháp là thế, vốn bình đẳng không sai, không hiểu rõ tương lai, ngu si bị sanh tử. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn khuyến hóa vị huyễn sĩ nhân hiền, liền ở phía đông giảng đường, hóa thành một ngôi nhà to lớn cho một trưởng giả ở trong đó. Trưởng giả mới hỏi vị nhân hiền rằng: "Ngày nay ngươi đã làm gì?" Nhân hiền đáp: "Ngày nay tôi đã cúng dường Sa Môn Cù Đàm và Tỳ Kheo Tăng." Trưởng giả nói: "Nhân sĩ cho nói những lời như vậy, ngày nay Đức Thế Tôn và các tỳ kheo tụ tập tại cung vua A Xà Thế. Lúc bấy giờ vị nhân hiền đem vào thần lực của Đức Phật, Thế Phật và Chư Tăng đang thọ thực tại cung vua. Lúc đó Đức Phật biến hóa là một vị trưởng giả đi vào trong giảng đường, hỏi vị nhân hiền: "Ngày nay ngươi đã làm gì?" Nhân hiền đáp: "Ngày nay tôi đã cúng dường Đức Phật và Chư Tăng." Trưởng giả liền nói rằng: "Ngươi cho nói những lời như vậy, ngày nay Đức Phật và Chư Tăng chia ra mỗi người mỗi nơi để giáo hóa chỗ khác." Lúc đó vị nhân hiền đương vào oai thần của Đức Phật, thấy Phật và Chư Tăng đã giáo hóa ở nơi khác. Lại nữa trưởng giả đến hỏi vị nhân hiền: "Ngày nay ngươi đã làm gì?" Vị nhân hiền đáp: "Ngày nay tôi đã cúng dường Phật và Chư Tăng." Trưởng giả nói rằng: "Ngươi cho nói những lời như vậy, ngày nay Đức Thế Tôn ở thời hậu viên của vua Kỳ Phật Y, cùng với bốn bộ chúng thuyết giảng kinh điển." Nhân hiền đem vào thần lực của Đức Phật, Thế Phật ở tại hậu viên của vua Kỳ Phật Y, bốn bộ chúng mà thuyết pháp. Lúc đó Thiên Đức Thích nói với vị nhân hiền rằng: "Ngày nay ngươi đã làm gì?" Vị nhân hiền đáp rằng: "Ngày nay tôi đã cúng dường Phật và chúng tăng." Thiên Đức Thích nói rằng: "Ngươi cho nói những lời như vậy, ngày nay Đức Như Lai ở cung trời Đau Lợi đêm ngày dưới gốc cây vì chư thiên giảng pháp." Vị nhân hiền đem vào oai thần của Đức Phật, Thế Phật đang ở cung trời Đau Lợi và chư thiên thuyết pháp. Viện sĩ nhân hiền thấy trên những hàng cây cành lá hoa quả đều có tòa báu, Như Lai có đầy đủ thứ tốt, có tăng chúng vây quanh. Ngồi trên các tòa sư tử mà Đức Phật hóa hiện, Thế Thiên Vương, Đức Thích Phạm Vương đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử. Những người tại thành Vương Xá, các ngã tư đường phố, quán xá, nhà cửa đều thấy Như Lai biến hiện ra trước chư Phật Thế Tôn. Hết thảy đều thấy vị nhân hiền hối lỗi, tự thấy mình sai trái. Lúc bấy giờ mắt của vị nhân hiền lại không thấy các pháp như huyễn, chỉ thấy Như Lai. Một vị huyễn sĩ nhân hiền trong lòng vui mừng, liền phát sanh thiện tâm hoan hỷ nên chứng được pháp tam muội. Từ định tâm đó, đứng nhìn chắp tay trước Phật mà tụng bài kệ, hỏi Phật rằng: "Con nay đã thấy thần túc Như Lai khoảnh khắc phát ý hóa Phật vô ngần, nhiều đến trăm ngàn, vượt quá giới hạn, hơn các sông Hằng, chư Phật cũng thế. Con vốn tự bảo học rộng huyễn thuật, lợi nơi diêm phù không đáng tôn quý. Ngày nay con thấy thần túc của Phật không thể ví dụ, không thể so sánh. Con mắt con nay thấy không có dư thừa, thấy khắp chư Phật tướng hảo trang nghiêm. Vì thế con nay muốn hỏi Thế Tôn, Ngài hứa thế nào, cứ xin Ngài nói, phụng Phật thế nào, là đệ nhất cúng, tí Phật thế nào, là công đức lớn, làm sao thanh tịnh, cho nhận cho vô chấp. Xin nói như vậy, bình đẳng thấy khắp, nay con hối hận, tội lỗi đã làm, mình đã thử Phật, Thế Hùng Đạo Sư. Người tôn thờ, ai thiếu cung kính, là tự bỏ sót, sợ nguyện không thành, chư thiên nghe rồi, Đức Thích cũng thế. Ở nơi chúng hội, thấu rõ tất cả, con nay phát được tâm Bồ Tát Đạo, tất thảy tâm ấy, nay đã vượt qua. Con nay vì muốn tất cả chúng sanh đều được tròn đầy, cam lộ an ổn, ngủ được ngon giấc, giác ngộ tỉnh thức, những điều kỳ lạ, đuốc tuệ sáng soi. Nếu ai biến được điều như vậy hiện, nghe lời đó rồi, lòng nhẹ nhàng vui, tuệ giác vô ngại, đạo hạnh tối thượng, không sanh tâm kia. Ý đạo trên hết, giờ con nói rõ, đạo màu vi diệu, phần Phật thế nào để mau thành Phật, như vậy làm sao thực hành đầy đủ, các thầy đệ tử không thể sánh bằng. Làm mà không làm, đức ấy là gì, chánh nghĩa là sao, con xin lắng nghe. Sao gọi là vui, khóa lẽ kinh hành, phát tâm làm sao dứt hết nghi ngờ, sao gọi tâm tấn nghe nhận không chán, lúc nào đạt được kiên cố lắng nghe. Làm sao chuyển được bánh xe chánh pháp, sao gọi chiếu soi, pháp đến mọi người bất thí làm sao để được từ hạnh. Làm sao lập được tâm niệm bình đẳng, thờ tự làm sao sung mã đầy đủ, đối với mọi người lòng mãi từ bi. Sao gọi thầy lành để học hỏi theo, sao gọi bạn ác mà luôn tránh xa. Làm sao được đi gặp Phật Thế Tôn, gặp Ngài xong rồi cúng dường làm sao, phải học những gì, điều tối thượng thừa, học tập làm sao mà có trí tuệ, giữ giới làm sao, thu tâm trong sạch làm sao mau được
Ý định tam muội thực hành làm sao thành tựu tịnh hạnh, làm sao xả bỏ nghĩa phi pháp ấy, với đạo làm sao điều phục tâm ý, dẹp hết bóng ma, qua bờ trần thế, nghe nhận làm sao tư duy nghĩa kinh tâm không quên lãng, hết thảy chúng sanh chư hóa làm sao tất cả các loài giữ đức vững bền, chỗ nào cũng đến với người làm sao mà không bỏ sót, tâm từ rải khắp thương yêu tất cả, thần thông làm sao mà được đầy đủ, sao gọi ý chí tâm đạo tôn quý, hết thảy làm sao được thành sở nguyện, phân biệt được hết pháp nhẫn tổng trì, biện tài trong sạch, tâm không thối chuyển, tâm áo nghĩa kinh rõ nghĩa đệ nhất, lúc đó làm sao vượt qua biển khổ đến bờ giác ngộ, hiểu rõ pháp màu biết khắp tất cả là hành Phật đạo, chỉ đạo kiên cố không lay chuyển tâm, nguyện sinh nói thế nghĩa nhiệm màu trên, thần thông trí tuệ biết rõ như biển. Thế Tôn thương xót, xin vì con nói, con sẽ lắng nghe, phụng hành kiên cố. Lúc đó Đức Phật vì huyễn sĩ nhân hiền mà nói bài kệ rằng: Ngươi phải biết rõ tất cả các pháp có thể biến hiện, trăm ức ngàn Phật có thể hóa được, ngàn ức nước Phật mau đến đó được, đều đến đó được đổ chúng sanh. Như nhân hiền vậy, lúc lấy vô hình sắc, có thể hiện sắc, thấy vô số kể. Chúng không có sanh, cũng không có diệt, không thấy có diệt, cũng không chỗ đến. Như vậy nhân hiền, Phật Bồ Tát ấy, hóa hiện thân Phật, chư tỳ kheo tăng, không từ đâu đến, chẳng trụ nơi nào, trí không thể bàn, là thần túc Phật. Thế như huyễn hóa, nhân duyên bậc nhất hiện ra voi ngựa, người đi xe chạy, không có người ngồi, không có chỗ đến. Việc điên đảo kia, người cho là chánh, chư Phật như vậy, không có sắc thân, cũng không hình tướng, không đi, không ở. Tự thấy thân mình tìm nơi trú ẩn, người ngủ tỉnh thức, trừ bỏ vọng tưởng và không sắc màu, sẽ lìa tướng tốt, không sanh chủng tánh, xem không thể thấy, không có âm thanh, dùng lời nói nên tâm vô ý thức, lìa xa suy nghĩ, như Phật đại giác chân thật đến nơi bên đời trống trọng, tưởng không chỗ sanh, vọng tưởng chấm dứt, thấy được bổn tâm, pháp kia vốn không, thức ấy tốt lành, Phật sanh nơi ấy, vốn tịnh không lường, bốn đại có không, tưởng ấm như vậy, chỗ ở nơi kia, không động, không đắm, không thể hiểu rõ, có mắt trí tuệ như ta đã biết, vì được thấy Phật, người ấy chưa từng được gặp Thế Tôn, thấy mà không thấy, gặp được Đạo Sư, giống như đưa tay, nắm lấy hư không, như vị nhân hiền, thấy được chư Phật đều cùng một nghĩa. Hết thảy bình đẳng ta cũng như vậy, như Phật không khác, hết thảy chánh tuệ, tướng ấy bình đẳng, giới ấy trong sạch, bình đẳng tam muội, tâm định tuệ sanh, giải thoát bình đẳng, đó là trí tuệ, gặp việc thấy biết, dốc hết sức mình, danh đức Phật Đà, bình đẳng trống không, đạo hành khắp nơi, các pháp hết thảy, chỗ trụ vô ngại, hết thảy như huyễn, thanh tịnh giải thoát, thành tựu tất cả, thanh tịnh trang nghiêm. Nhân hiền nên biết cúng dường Phật rồi, đã phụng sự, chư Phật mười phương, đều như vậy hết các pháp bình đẳng, tìm cầu vô ngần, cuối cùng chẳng được hết thảy trong sạch. Người tin bố thí, cho nên cho hết tất cả, phước đức lớn lao, thanh tịnh hết thảy, sanh pháp bình đẳng, Phật cũng gần ấy, sao khác gì đâu, tất cả như vậy, xét rõ là Phật. Nếu có điên đảo thì không thấy Phật, nay chư Phật ấy, bày các hình tướng, tất cả đều vậy, bình đẳng không khác. Như vị nhân hiền, người đã thấy Phật, cứ như nhân hiền, đạo sự huyễn hóa, rõ quán ngũ ấm, cũng đều như vậy. Phàm bị che lấp, sự ngu si ấy chính là không sanh, chẳng thật, chẳng hư, chẳng trụ nơi đây, cũng không chỗ đứng, cũng không chỗ thấy, cũng không có sắc. Thấy rõ như thế, chẳng được dài lâu, năm ấm như cũng vậy, cũng là như huyễn. Chúng sanh tranh tụng, tự tham thân tướng, tướng trong vô tướng, có thể hiện tướng chánh giác Phật đạo, lại xa lại càng xa, cái pháp hư dối, phát sanh vọng tưởng, nhân duyên sanh khởi. Dựng ra vô hình, tạo tác các việc, chủng ý vô ngần, đoạn trừ thọ tưởng, các pháp vốn công, biết nhân duyên ấy, mình đã tạo ra, rõ được pháp kia, tức lìa tham muốn. Lìa tham muốn rồi, biết rõ như vậy, tức được thấy đạo. Mắt ấy thanh tịnh, khi Phật thuyết bài kệ xong rồi, huyền sĩ nhân hiền hoan hỷ phụng hành để được giải thoát. Lúc đó, 5.000 người chưa từng phát tâm, nay đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác. 200 nhân thiên được xa lìa trần cấu, đến được pháp nhẫn. Lúc đó Đức Phật biến hóa ra thức ăn xong rồi, muốn làm tăng thêm đức tin bố thí cho vị nhân hiền, liền thuyết bài kệ rằng: Không tưởng báo như vậy, người ấy được thanh tịnh,
vô thí khắp tất cả, nhân hiền đầy đủ đức. Hiện giả Đại Bập Kiền Liên bạch Phật rằng: Cố Sư Thế Tôn, Ngài hãy biến hóa một giảng đường để ở. Giảng đường đó có 7 ngày đêm đừng có mất. Đức Phật liền dùng thần lực biến hóa ra một ngôi giảng đường tồn tại được 7 ngày không mất trang nghiêm như vậy. Lúc ấy Phật từ chỗ ngồi đứng dậy cùng với Tỷ Kheo và chư Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ, Kiền Đạp Hòa đi đến chỗ Phật xin thọ kinh pháp. Khi đó nhân hiền đi đến chỗ Phật cúi đầu lễ Đức Phật và đi quanh 3 vòng chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu đạo hạnh trú xứ và được đến đạo tràng hiểu rõ nghĩa kinh. Đức Phật liền bảo vị nhân hiền: Ngươi hãy lắng nghe khéo suy nghĩ kỹ nghĩa lý của nó, ta sẽ vì ngươi mà nói rõ đạo tràng của Bồ Tát. Lúc đó vị nhân hiền cùng chư đại chúng nhận lời yên lặng lắng nghe. Phật dạy Bồ Tát có 4 việc ở nơi đạo mà được đến đạo tràng: một là tâm thường luyện tập các thần thông, hai là không bỏ quên tất cả mọi người, ba là mong cầu công đức không có nhàm chán, bốn là hộ trì các pháp, thực hành tinh tấn. Đó là 4 việc được đến đạo tràng, là được có 4 hành thanh tịnh để đến đạo tràng: một là giữ giới trong sạch, hai là tâm ý trong sạch, ba là trí tuệ trong sạch, bốn là chỗ sanh trong sạch. Đó là 4 là có 4 pháp sự mà đệ tử duyên giác không thể sánh kịp: một là người đó đã đi qua tứ thiền, hai là tâm người đó đã tâm nhập nhiều, ba là thực hành từ bi xuất thương xót chúng sinh, bốn là biện tài đầy đủ các loại âm thanh vô ngần. Đó là 4 là có 4 oai nghi: một là thức ở nơi thanh vắng đến sau chỗ ồn náo, hai là đến ở nơi chỗ kia mà thực hành hành từ bi nhớ nghĩ đến chúng sinh, ba là không định hốt đến chỗ tà hạnh, bốn là mong cầu học đạo và hành đạo. Đó là 4 là có 4 chỗ hỏi vô ngại không thể cắt đứt: một là không tiếc thân mạng, hai là tâm thường hoan hỷ vui vẻ, ba là dẹp bỏ cống cao ngã mạng, bốn là thường phụng hành Phật pháp. Đó là 4 là có 4 việc cần thực hành đầy đủ: một là thường biết tiết độ, hai là tùy chỗ vui của người mà nói rõ giáp pháp, ba là thường biết hổ thẹn, bốn là biết đủ. Đó là 4 là có 4 việc tâm hành bình đẳng: một là tùy chỗ thích ứng của người mà cung kính dạy dỗ, hai là tùy theo trí tuệ mà tìm chỗ thích ứng để dạy dỗ, ba là không nói người khác dài ngắn, bốn là gặp người nói lời không tốt không ôm lòng kết oán. Đó là 4 là có 4 việc danh đức đầy đủ mà không thể không nghe biết: một là tự học mà được trí tuệ thật sâu sắc và đem dạy cho người khác, hai là có người đến hỏi để dẹp đi những nghi ngờ kia, ba là thường hộ trì chánh pháp, bốn là hiểu được oai lực của Phật. Đó là 4 là có 4 việc nghe rộng mà bền vững: một là nghe pháp thời tỏ ngộ quay về, hai là nghe pháp vui vẻ không vướng bận gia đình, ba là nghe xong được về người giảng thuyết rộng rãi, bốn là nghe lời giải thuyết của bậc hiền thánh xong rồi hướng đến Phật pháp. Đó là 4 là có 4 việc giảng thuyết kinh pháp danh đức được bay xa: một là làm các việc phụng sự trước rồi sau rồi mới thọ nhận thức ăn, hai là được lợi dưỡng y phục cơm nước sàng tỏa thuốc men để hàng phục ma lực, ba là ngày đêm ngày vô giới pháp được chư thiên ủng hộ, bốn là không khi dễ người khác. Đó là 4 là có 4 việc thấy được ánh sáng của chúng hội thân được tự tại: một là ít ham muốn, hai là biết tri túc, ba là ôn hòa nhu nhuyến, bốn là pháp, bốn là tự thân phụng trì Phật pháp. Đó là 4 là có 4 việc trí tuệ sáng suốt khéo thuyết pháp không sai biệt sai khác: một là nhổ hết nỗi lo sợ của sinh tử, hai là không mong còn lợi dưỡng cúng dường của thế gian, ba là ủng hộ người khác, bốn là thường nguyện ở nơi đạo. Đó là 4 là có 4 pháp sự phải biết nghiệp báo thiện ác: một là khuyến hóa mọi người phát đạo tâm không để mất công đức mình để lập, ba là tự mình cung kính nghênh đón từ thị Di Lặc, bốn là thường đến nơi ở của Bồ Tát pháp sư. Đó là 4 là 4 là có 4 việc không phá hoại lòng từ: một là đầy đủ sức nhẫn nhục, hai là không dụ dỗ quyến thuộc người khác, ba là không quên lòng thương xót, bốn là mong cầu thoát khỏi nhân duyên tội phước chí thường ở nơi đạo. Đó là 4 là có 4 việc tập hành từ bi: một là hòa đồng với mọi người, hai là tánh hành nhu thuận, ba là đầy đủ hành ấy, bốn là phải có chút chút gần đạo. Đó là 4 là có 4 việc biết là thời ác: một là dạy người làm việc nhỏ mọn, hai là dạy người phá hoại tâm Bồ Tát, ba là dạy người cầu danh tiếng,
tăng thêm pháp bất thiện. Ba là bốn là dạy người tránh xa thiện pháp công đức. Đó là bốn, là có bốn việc cùng với chư Phật Thế Tôn tụ hội. Một là thường giữ tâm ấy, hai là ca ngợi công đức của chư Phật Thế Tôn, ba là giữ giới trong sạch, bốn là tâm tánh không bỏ quên bổn nguyện. Đó là bốn, là có bốn pháp sự ca ngợi đức hạnh của người, cúng dường tôn trọng Bồ Tát và Như Lai không biết mệt mỏi. Một là cúng dường Phật, tôn trọng các vị long thần hộ pháp. Hai là người ấy có thấy ta cũng phải nên học theo mà làm. Ba là gặp Như Lai tâm đạo kiên cố. Bốn là thấy 32 tướng tốt của Đức Phật và công đức của Ngài liền thành tựu thiện xảo. Đó là bốn, là có bốn việc quán sát nghĩa kinh, học giới Bồ Tát, chứng được bậc tối thượng. Một là vượt thoát con đường ác, hai là thường lập con đường thiện, ba là cung kính Như Lai, bốn là đầy đủ nguyện lực. Đó là bốn, là có bốn việc để học. Một là không quên ý đạo, hai là bình đẳng đối với các pháp, ba là cầu độ tất cả chúng sanh, bốn là hộ trì Phật pháp khiến cho không bị mai một. Lại đó là bốn, là có bốn việc thực hành giới trong sạch. Một là làm những việc nhỏ, hai là giải rõ nghĩa không, ba là chẳng phạm những thấy biết sai lầm nghi ngờ, bốn là tâm không do dự. Đó là bốn, là có bốn việc tam muội chủng tánh. Một là không tập nói lời địa phương, hai là tâm trong sạch không có đấm trước thành tựu công đức, bốn là gần gũi với Phật đạo. Đó là bốn, là có bốn việc phải thanh bạch. Một là khởi các tâm thiện, hai là giữ tâm ý cho vắng lặng làm mà không đấm trước, ba là chỗ thấy tùy theo phương tiện mà thoát ra, bốn là yên lặng ở nơi đạo. Đó là bốn, là có bốn việc dẹp bỏ tâm cấu uế. Một là lo sợ sanh tử, thường tinh chuyên dẹp trừ sự cấu uế đó, hai là ham muốn cầu công đức giải thoát, ba là ở yên một chỗ không kiến tạo nơi khác, bốn là tâm không có vọng tưởng. Đó là bốn, là có bốn việc hàng phục được tâm đó. Một là vì một người mà tương lai ngàn trăm ức số kiếp luân hồi trong sanh tử, hai là biết được tâm niệm của người khác về đoạn trần lao tùy theo mong cầu của họ mà vì họ thuyết pháp, ba là dẹp bỏ các pháp bất thiện, vâng làm các pháp lành, ngồi ở nơi đạo trại hàng phục chúng ma, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bốn là nghe tiếng nói của thông thiên đại tiên thế giới vì họ mà thuyết pháp. Đó là bốn, là có bốn việc để hàng phục ma oán. Một là nhìn thấy các pháp giải huyễn mà tu hành thanh tịnh, hai là chứng được vô sanh pháp nhẫn, ba là đoạn hẳn vô minh, bốn là thoát ly sanh tử hành trì chánh pháp. Đó là bốn, là có bốn việc để tư duy nghĩa kinh. Một là vì nhân duyên mà hỏi pháp không vì vô duyên, hai là hỏi những pháp sâu xa mà chưa có người hỏi, ba là nhìn thấy những pháp không mà không chuộc khởi, bốn là tự nhiên không có vọng tưởng, tâm thường vắng lặng. Đó là bốn, là có bốn việc tâm không bỏ pháp Bồ Tát. Một là không bỏ bổn nguyện, hai là kham nhẫn đối với khổ đau phiền não, ba là không tiếc thân mạng, bốn là không quên báo đáp bốn ân. Đó là bốn, là có bốn việc khai thị pháp để giáo hóa người. Một là cho họ y phục thức ăn vì họ mà thuyết pháp, hai là khuyên họ giữ tâm Bồ Đề kiên cố, ba là tự tại an ổn nơi nghiệp lực của mình, bốn là phải lập nền tảng tốt lành cho người khác. Đó là bốn, là có bốn việc yên lặng lắng nghe thọ nhận pháp phụng trì mà tu hành. Một là việc thiện tuy nhỏ mà tâm không xem nhẹ, hai là thường phụng trì an ổn để làm, ba là bố thí khéo léo đầy đủ với mọi người, bốn là vâng theo kinh điển khiến cho tất cả chúng sanh đều trở về nơi an ổn. Đó là bốn, là có bốn việc đi vào con đường đạo. Một là đắc được thần thông, hai là thành tựu chánh tuệ, ba là ở nơi đạo lớn tâm thâm nhập không lường được, bốn là tất cả những việc mà mình đã làm nhưng tập làm trong sự giải thoát không đấm trước. Đó là bốn, là có bốn pháp phụng trì từ tâm. Một là cứu độ sự giả dối nơi con người, hai là thường mở ra con đường dẫn dắt cho mọi người gìn giữ pháp, ba là độ thoát những người làm mê hoặc người khiến cho họ đắc được vô vi, là có bốn việc khởi tâm thương xót chúng sinh. Một là vì ác đạo mà làm thân thích khiến cho được vào được đạo mà không khởi tâm thương xót, hai là khiến cho xa lìa tội ác dạy cho họ tu phước thiện, ba là đừng dạy họ cầu đạo tiểu thừa và khuyến khích họ phát tâm đại thừa, bốn là thương xót tất cả chúng sinh vì tất cả chúng sanh giữ gìn tâm thương xót này. Đó là bốn, là có bốn việc khéo léo sử dụng phương tiện. Một là hết thảy tâm đều hướng đến ở nơi đạo trước tiên, hai là tâm
không quên gạn lọc những lời, những trần lao, khéo léo dùng tâm để sử dụng phương tiện. Ba là sẽ tất cả mọi người và những tà kiến đều là những pháp khí. Bốn là thấy tất cả pháp đều là Phật pháp, tự nhiên đắc được chánh giác. Nghĩ nhớ pháp thiền định, tức được khéo giải thoát. Đó là bốn, là có bốn việc chứng được thần thông. Một là tâm thường xem nhẹ thân mình và tâm ý luôn thanh tịnh. Hai là xem nhẹ tâm mình giống như huyễn hóa. Ba là đã làm gì cũng chỉ là lập pháp mà thôi. Bốn là một bề vắng lặng mà tâm không dao động. Đó là bốn, là có bốn việc phân biệt được cứu pháp. Một là dùng trí tuệ tư duy hiểu nghĩa mà chẳng trau chuốt. Hai là chỉ nương pháp mà không nương người, không sanh mà cũng không diệt. Ba là biết hết tất cả và cũng không thể lượng. Bốn là không chấp vào ngôn ngữ văn tự. Đó là bốn, là có bốn việc đắc được pháp tổng trì. Một là không nhàm chán sự học rộng, từ cung kính thầy dạy pháp. Hai là thường hành tinh tấn vì người giảng kinh. Ba là hiểu gần tất cả cú pháp mà không đánh mất nghĩa. Ba bốn là khiến cho thâm nhập pháp của Như Lai. Đó là bốn, là có bốn việc đắc được pháp nhẫn. Một là độ mà không thấy mình độ. Hai là hiểu mà không thấy mình hiểu. Ba là vui với tất cả pháp. Bốn là làm tất cả việc lành. Đó là bốn, là bốn việc đắc được biện tài. Một là thấy pháp sư khác thuyết mà không mong cầu, thuyết ngắn gọn. Hai là nghe mà gặt hái được nghĩa lý của pháp mà không cống cao ngã mạn. Ba là không tự mình khen ngợi. Bốn là thấy người hiểu biết kém nhưng không vì vậy mà khinh dễ. Đó là bốn, là có bốn việc làm mà không thối chuyển. Một là tâm không thối chuyển đối với sự sân hận si mê. Hai là đối với chúng sanh làm mà không thối chuyển. Ba là đối với tất cả pháp bất thiện mà tâm không thối chuyển. Bốn là đã được con đường chánh giác và tâm không thối chuyển. Đó là bốn, là có bốn việc hiểu nghĩa sâu xa. Một là 22 nhân duyên. Hai là tự nhiên hiểu được Phật đạo mà giác ngộ chân lý. Ba là thảy pháp đều một nghĩa, nghĩa mà nghĩa đó đều không. Bốn là hiểu rõ Phật đạo. Đó là bốn, là có bốn việc đắc thành sa nguyện. Một là giữ giới thanh tịnh. Hai là trừ sạch ác đạo. Ba là chân thật không có nên nó. Bốn là đối với các việc thiện khéo sử dụng phương tiện tùy theo việc làm của họ. Là có bốn việc thành đạt các độ vô cùng chẳng thối chuyển. Một là lấy một độ ba la mật để vào được tất cả độ khác. Hai là khéo sử dụng phương tiện khiến cho tất cả mọi người đều sống hòa đồng với nhau, không có chia rẽ. Ba là thấy tất cả pháp đều là một pháp, lìa hẳn sự tham muốn. Bốn là thấy tất cả đức Phật đều là một đức Phật, vì tất cả đều là pháp thân. Đó là bốn, thành tựu các độ vô cùng rồi. Thời tâm không thối chuyển pháp. Khi Phật nói bốn của pháp xong, huyện sĩ nhân hiền đã được vô sanh pháp nhẫn vui mừng nhảy nhót ở trong hư không, đi trên mặt đất cao bốn trường chính thước. Lúc ấy thấy Phật thấy được tâm của huyện sĩ nhân hiền, suy nghĩ liền mỉm cười. Hiền giả A Nan, vì bà kề ca ngợi Phật mà hỏi rằng: đặc biệt vô lượng oai, tòa soi vần nhật nguyệt, tiếng tâm dội ba đời, đức ngời độ vô số, trí rõ khắp muôn nơi, Phật thân luôn tự tại. Nay Phật sao lại cười? Sư Ngài nói cho con, tất cả loài chúng sanh, trú lập hay sở lập, thấy tâm các người rồi, người sẽ không đắm trước. Bậc trượng trung, thượng trung hạ tòa, đều thanh tịnh như vậy. Nên Phật sao lại cười, sẽ nói rõ cho con. Chư thiên nghe tiếng ấy, chân đà nhân cũng vậy. Đế thích Atula, càng đà, ma hầu lạc. Phạm thiên cũng như thế, nghe tiếng vắng lặng yên, tiếng của các loài kia cũng không bằng tiếng Phật. Mặt trăng phát ánh sáng, mặt trời chiếu mani, ánh sáng đế thích ấy, phạm thiên cùng hết thảy. Ánh sáng ấy lặng mất, không còn hiện ra nữa. Ánh sáng Phật phát ra, chiếu khắp các cõi Phật, giải rõ pháp sâu rộng, lặng yên tâm tỉnh giác. Không có ta và ta và bạn đều là không, chẳng có cũng chẳng không, đều mất hai việc ấy. Thế gian được tốt lành như ánh sáng mặt trăng. Ư thị thử duy phát tâm, lập ý tuân diệu đạo, phát tâm như thế ấy, đại nhiệm màu huyết theo. Nay ở nơi Phật đạo, an định trụ chánh pháp, làm được thân này đây nhờ nương ngôi Tam Bảo. Lành thay sư nguyện nói, nay Phật cười ý đó. Phật thuyết thanh tịnh nghĩa vì đệ tử thân thương. Phật thường tôn an ổn, ánh sáng chiếu mọi nơi. Vì học khác nên nói, nghĩa chư Phật bích chi, nếu người cầu làm Phật, chứ thôn đạo nhiệm màu. Tổng trì pháp chớ nghi, cõi trời trung thiên kia,
Dạy cho con được rõ đời chớ đạo gì màu, trở về quanh thân Phật trên đỉnh không không hiện. Lúc bây giờ Phật bảo thì A Nan, dầu ta thấy huyền sĩ Nhân Hiền vui mừng nhảy nhót ở nơi hư không, đáp rằng đã thấy Thế Tôn. Phật nói với A Nan rằng dòng họ của Nhân Hiền về sau 92.000 kiếp sẽ được làm Phật, tên là Nghiêm Tịnh Vương Như Lai, chánh giác minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giỏi vô thường sĩ, đều người trượng phu. Thì nhân sư Phật Thế Tôn, còn đó tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Huyễn Hóa, thế giới Nghiêm Tịnh Vương Như Lai, còn đó rất thanh tịnh, dân chúng đông đủ, sống ăn ổn vui vẻ, lúa gạo, đậu mè đầy đủ không thiếu thứ gì. Ánh sáng của mặt trăng chiếu khắp, các loại cây đều trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ các loại hương thơm thường treo các tràng phan. Nước ấy dân chúng cầu gì đều được như ý, đều thấy đất thân Phật trang nghiêm thanh tịnh sở hữu tự nhiên. Phía dưới cõi trời đau loại thứ hai có bảy thứ báu cung điện, nước ấy dân chúng đều sống an vui thanh nhàn. Người sanh vào nước Phật kia chí nguyện thường cầu ở nơi Đại Thừa Nghiêm Tịnh Vương Như Lai trụ ở đời 1 vạn năm, sau Phật nhập Niết Bàn cho phép trụ được 1 ức năm. Lúc Phật diệt độ, có Bồ Tát tên là Văn Sơn được Phật thọ ký. Sau khi ta diệt độ, Bồ Tát Văn Sơn được thành Phật, tên là Phổ Đạt Như Lai, chánh đẳng giác minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thường sĩ, điều ngự trưởng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Lúc ấy dòng họ Nhân Hiền từ trên hư không đi xuống, cúi đầu lễ chân Phật và bạch Phật rằng: Đức Phật là bậc đạo sư của con, ngài khéo điều phục con đường đạo của xin Thế Tôn, vì con cùng vô số trăm ngàn ức người xin trở về nương tựa Phật Pháp Tăng. Nếu Như Lai không nếu Như Lai vốn cũng không, chư Phật vốn không, không khác như vậy thì không bị hư hoại, không có dao động, không có vọng tưởng, không có sanh khởi, như thế là vô hành. Như vậy không hai, Như Lai vốn không cũng là như thế, con nhìn đây mà thành tựu. Lúc đó Hiền A Nan hỏi dòng họ của Nhân Hiền: đối với pháp của Như Lai, các ngươi đạt được gì mà nói Như Lai vốn không, để bây giờ các ngươi lìa xa sự có không? Đáp là tất cả các pháp đều lìa bỏ, cho đến cả pháp của Như Lai. Ý A Nan như thế nào? Như Lai có đều rõ các pháp vốn không, cho đến quả vị chánh giác cũng thế. Vì thế cho nên Như Lai vốn không thì không bị hư hoại, ta cũng đắc được pháp đó. Hết thảy mọi người cũng hiểu được các pháp vốn không, ý Hiền giả như thế nào, pháp của Như Lai có hay không. Bạch A Nan, pháp của Như Lai vốn không hay, ngài hữu tưởng thức đó vô ngần, tại sao như vậy? Sẽ bỏ các vọng tưởng mới có được trí tuệ của Phật. Lúc bấy giờ A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dòng họ của Nhân Hiền, ta vì chấp giữ gốc gác huyễn hóa của mình mà mê hoặc chơi như chư thiên loài người được chăng? Phật bảo A Nan: Nhân Hiền, đã ở trong huyễn mà phát sanh trí tuệ, tại sao như vậy? Vì dùng trí tuệ sáng suốt mà biện tài vậy. Lúc đó Thế Tôn bảo dòng họ Nhân Hiền rằng: các ngươi đâu có thể biến hóa mê hoặc được chư thiên loài người được. Đáp là đúng như vậy, như Đức Phật cũng hóa hiện để cảm hóa, con cũng như vậy. Tại sao như vậy? Hiểu được vô ngã chính là việc làm lớn lao. Danh hiệu tên gọi của con người không có tồn tại, không có người và cũng không có, không nói có người. Như là không có danh từ, cũng không có nơi chốn đạo tràng. Tại sao trong các pháp đó có đến đi, có đến có đi, có sanh có diệt? Mình như là nói pháp có đến đi, không có niết bàn, mà diện pháp niết bàn. Cho nên Thế Tôn hành pháp bình đẳng khiến cho có thể cảm hóa được chư thiên và loài người. Đó là vì nói công đức của Như Lai bình đẳng, nó quán chư Phật. Đức Phật tán thán dòng họ của Nhân Hiền: lành thay Nhân Hiền. Nhân người đã nói pháp là đại huyễn hóa mê hoặc, không có âm thanh. Lúc đó Nhân Hiền theo Phật sinh xuất gia, Phật mới bảo Bồ Tát Di Lặc: ngươi hãy xuống trần gian để cạo râu tóc cho vị Nhân Hiền để làm sa môn. Di Lặc vân mệnh. Tức thì cho Nhân Hiền xuất gia, Di Lặc trở về bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải là hình tướng dung mạo Bồ Tát, còn chẳng phải sa môn. Tại sao như vậy? Có những vị Bồ Tát thành tựu thần thông trí tuệ ở nơi ba cõi giáo hóa chúng sanh, đó là Bồ Tát xuất gia vậy. Khi Bồ Tát Di Lặc nói lời ấy rồi, 5.000 người phát tâm do thượng chánh đẳng chánh giác, 200 tỷ kheo đoàn toàn các lậu hoặc, tâm được giải thoát. Lúc bấy giờ Hiền giả A Nan bạch Đức Phật rằng: tên kinh này là gì? Chúng con phụng hành ra sao?
Vajrayana kinh này ta quyết định lấy tên là Huyền Sĩ Nhân Hiền. Lại nữa, tại kinh này có ít có người thâm nhập được Phật đạo. Phật nói với A Nan rằng có như Bồ Tát muốn đắc kiến Phật, cho nên tất cả các ngươi đều phải tọa trì độc tụng, phải mở rộng tâm đó vì người khác mà thuyết giảng. Tại sao như vậy? Vì Bồ Tát cầu đạo ở nơi pháp đó, đó là kinh Pháp Đại Thừa Bình Đẳng. Vì thế cho nên tên ở kinh ít người thâm nhập nghĩa lý. Phật bảo A Nan, ta đem kinh này phó chúc cho ngươi, ngươi nhớ phải miệng đọc tâm suy giữ gìn, đừng để lạc mất. Nếu nghe mà hành trì thì ác ma sẽ chạy trốn. Nên biết người đó từng thấy 500 Đức Phật, sau đó được thành Phật đạo. Lúc đó dòng họ của Nhân Hiền bạch Phật rằng: chúng con thọ nhận kinh này là nền tảng công đức. Thưa Đức Thế Tôn, con cũng học. Tại sao như vậy? Người nghe kinh này trước tiên xây dựng được nền tảng tốt lành, sử dụng khéo léo phương tiện, tâm con cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, dòng họ Nhân Hiền, chư tỳ kheo, hiền giả A Nan, hết thảy chúng hội, chư thiên, long thần, Atula và mọi người trong thế gian nghe kinh này rồi vô cùng hoan hỷ đảnh lễ mà lui ra. Phật thuyết kinh Huyền Sĩ Nhân Hiền.